Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ họp đánh giá tiến độ kết quả giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 9 tháng năm 2024 và các nhiệm vụ giải pháp những tháng cuối năm 2024. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành địa phương thành phố tham dự. Năm 2024, thành phố được Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Nhân dân thành phố giao hơn 10.913 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương hơn 8.000 tỷ đồng và vốn ngân sách trung ương là hơn 2.900 tỷ đồng. Năm nay, trên địa bàn thành phố có tổng số 90 dự án được bố trí kế hoạch vốn. Tính đến ngày 30 tháng 9, thành phố đã giao chi tiết hơn 8.849 tỷ đồng. Qua tổng hợp kết quả giải ngân chi tiết theo số liệu của Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, đến ngày 30 tháng 9, số vốn đã giải ngân gần 4.476 tỷ đồng, đạt hơn 50% kế hoạch vốn được Hội đồng Nhân dân thành phố giao chi tiết và đạt 42,76% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Kết quả giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công 9 tháng năm 2024 chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Thành phố chưa thực hiện phân bổ hết nguồn vốn đã được giao. Nguyên nhân do nhiều dự án phải điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chuyển vốn, công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, triển khai chậm do chưa xác định tính pháp lý của hồ sơ đất đai, thiếu nền tái định cư. Người dân còn khiếu kiện về giá bồi thường và chính sách tái định cư, nhất là các dự án giao thông, kè chống sạt lở có quy mô đầu tư trải dài. Các chủ đầu tư vẫn chưa lường hết được các vướng mắc trong khâu lập dự án đầu tư, lập thiết kế kỹ thuật dự toán. Tình trạng khan hiếm nguyên vật liệu cát để san lấp đắp nền đối với các công trình lớn trọng điểm của thành phố. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Văn Hiểu đề nghị chủ đầu tư phải thể hiện sự quyết tâm quyết liệt ngay từ đầu năm, hạn chế việc giải ngân nhưng không có sản phẩm hoặc sản phẩm rất ít. Ủy ban Nhân dân thành phố kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc cho các chủ đầu tư để có giải pháp xử lý kịp thời. Việc giải quyết tạm ứng cho các đơn vị thi công phải tuân thủ quy định của pháp luật và khi có khối lượng phải hoàn thành các thủ tục giải ngân, chủ đầu tư phải phối hợp hiệu quả với các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng. Trong bố trí tái định cư, phải có nhiều phương án để người dân có đất thu hồi, lựa chọn và phải đáp ứng được tiêu chí nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.